sáng sớm và vào được một ly cà phê Starbucks, một cái chân pedicure special pedicure. Nghe rồi nghe nhạc Trịnh Công Sơn, uống cà phê Starbucks. Đúng là để con trai sướng thiệt. Trời, bên đây có bụng bự ghê không? Bung bầu các bạn. Sướng. Không, ngồi massage, nghe nhạc Trịnh, uống cà phê Starbucks. Đang đi làm mà. Vợ mình nó gọi mình vô, bạn đang vũ neo. Con đạp. Đang đi vũ neo. Để mình coi con có đạp. Tự nhiên cha nó vô nó không đạp. Nó giật nãy giờ để gọi anh nó không chịu vô gì. Đang vũ neo. Đang ngồi đây. Đây là cái chân nó gọi. Gọi đi con, gọi đi con, gọi đi con. Mình đang chờ cái con nó có đạp nữa các bạn. Con chỉ cưng ấy. Thôi đừng đụng nữa. Cho nó ngủ đi. Sáng giờ nó cứ đạp hoài, nó ngủ nó mơ gì vậy. Nó mơ. Nó mơ với con trai. Nó mơ nhất cái chân nó. Thôi kệ đi. Này cái tay này, cái chân như này. Nãy nó cứ giật 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 cái tay. Kỳ cục, cha nó vô có đi luôn. Cha nó vô có đi luôn. Chào bụng bự các bạn. Đêm ru rồi, tiện cha vô cái đêm ru rồi. Ngủ đi con, ngủ đi. Ngoan, 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 ngoan. Ngoan nhiêu, ngoan nhiêu, ngoan nhiêu. Đó, bữa hôm nay vợ bầu đòi đi ăn hải sản seafood, seafood. Vô đi, vô đi. Trời ơi, bữa nay mình tới nó vắng quá các bạn ơi. Lấy một người đi, bước vô nhà hàng hải sản. Bữa nay vắng quá các bạn. Hãy coi có tên của người quen mình đây không. Thường thường người ta vô đây người ta hay ghi bậy lắm. Lại ngồi đi. Coi cái menu coi. Ok. Cái này á, mình tự kiếm bàn mình ngồi, người ta không có dẫn mình vô bàn các bạn. Rồi, sau khi mà con vợ mình nó coi menu xong rồi thì nó đã quyết định ăn món gì. Bây giờ mình lên mình đi mua thôi. Bình 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 bình, đây là chiếc thẻ quyền lực, thẻ màu đen. Bây giờ con vợ mình sẽ order. Đang suy nghĩ. Mình đang ở đây thì mình sẽ mua. No oyster, hết oyster rồi các bạn ơi. Hôm nay vợ bây giờ bầu đòi đi ăn hải sản các bạn ơi. Đó, đẻ con trai là đòi ăn nhiều thứ lắm. Đẻ con trai là được cưng lắm các bạn.
Ở đây thì họ có để shot cho mình. Các bạn muốn xài bao tay thì bao tay. Con cua đẹp quá. Lấy shot. Xịt ra, bắn ra ngoài đi em ơi. Bắn ra ngoài, giờ mình nó bắn ra ngoài rồi. Họ đánh bắt được quá trời hải sản luôn. Có tôm hùm nè, cua nè, sao biển nè. Bây giờ đi qua bên đây. Lát nữa họ sẽ đem đồ ăn tới cho mình các bạn ơi. Ok, lên đồ ăn cho bà bầu đi. Wow. Bữa nay vợ mình đang salon để bổ salon. Ăn salon đen mới được, mới chịu nha. Ăn salon đen mới chịu nha. Cái này mình lọn nó vô, lấy nó mình bốc á, nó mới đã. Một quang cảnh ở cái tiệm này. Cajun seafood. Sực phanh. Hấp dẫn quá các bạn ơi. Hấp dẫn quá các bạn ơi. Xong rồi. Review cho bà con cô bác coi đi. Múc băng đi. Quá đã. Bữa nay bà bận được của ta. Bữa nay bà bọn được của ta. Hôm nay con độ. Bụng, cho mày gỗ. Hãy đi. Bữa hôm nay đi làm giờ trễ, cho nên ghé đi ăn đại bạn ha. Hào nướng. Ok. Ngon quá. Nó cho lên bự bà cố luôn. Trời, cái cục này 50 cent cục bạn. Trốn đâu em ra đây. Ăn cho con trai cưng của chị. Hôm nay con đủ nghe. Ngon quá các bạn ơi. Ngon quá.